Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị an ninh 24 giờ. Đây là cái đầu thu nha các bạn. Cái đầu thu này nó kết nối với cái camera nè, kết nối qua cái sợi dây cáp mạng nha. Dây cáp mạng ba lâm, kết nối bằng ba lâm chuyển đổi tín hiệu nha các bạn. Đây ba lâm này, ba lâm lâm này nối vào trong cái camera, còn cái ba lâm này nối từ vào trong đầu thu nè. Thì cái vấn đề đặt ra là khi mà cái ba lâm này nó bị hư á, ba lâm này bị hư nó không truyền được cái tín hiệu vô camera các bạn, thì mình có thể mình cắt bỏ cái phần này luôn được hay không, cắt bỏ phần này được hay không nha các bạn. Giờ mình thử nha, mình cắt bỏ, mình đấu trực tiếp nha các bạn, cắt bỏ đấu trực tiếp luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt. Cắt nè các bạn. Cắt nè. Cắt. Rồi, giờ mình sẽ mở cái này ra nha, mở cái tín hiệu ra. Rồi, đấu trực tiếp vào trong cái sợi dây này luôn nha các bạn, cái đầu này luôn nha. Rút ra. Đó, đấu cái đầu dương vào cái sợi dây tín hiệu dương nha, đầu âm vào sợi dây tín hiệu âm nha các bạn. Đó, đấu trực tiếp vô. Đó, bạn thấy tín hiệu lên bình thường nha các bạn, tín hiệu lên bình thường. Thì mình cắt bỏ luôn nha các bạn, cắt bỏ cái đầu này luôn. Đó, đó, bạn thấy mình đấu trực tiếp nè, đấu trực tiếp vào cái chỗ, ngay chỗ cái sợi dây mà các bạn nối lại, bạn quấn băng keo nha, lấy băng keo điện quấn lại nha các bạn, để tránh hai cái sợi dây này nó chạm lại với nhau á, lấy băng keo điện quấn lại nha. Bạn dùng băng keo điện bạn quấn cách hai cái mối nối này ra nha, để khỏi phải chạm lại nha các bạn. Đó, mình không cần cái này, mình cắt mình bỏ mình đấu cũng được các bạn. Trong trường hợp mà mình không có ba lâm để thay á, thì mình có thể mình xử lý nóng nha, mình cắt bỏ luôn, đấu trực tiếp dây cái đầu âm vào dây tín hiệu âm, cái đầu dương vào dây tín hiệu dương nha, nó vẫn cho ra tín hiệu ok nha các bạn. Đó là hướng dẫn cách xử lý nhanh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video thật sự hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.